Các khúc tự hào người giáo viên Việt Nam do top ca các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy biểu diễn đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công, rực rỡ.